chúng ta quản lý sinh viên, thì trước đó các bạn sẽ tạo cho một cái gì nào? Định nghĩa, một cái struct sinh viên. Sinh viên của chúng ta ở trong này người ta yêu cầu nó sẽ có gì nào? Tên sinh viên, điểm và học lực. Tên sinh viên, điểm và học lực. Tên sinh viên kiểu gì? Kiểu char. Và chúng ta có tên sinh viên 50 ký tự. Điểm plot điểm, học lực character, học lực 15, giỏi khá, trung bình, yếu 15, chắc đủ ha. Còn gì nữa không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mảng sinh viên ở đây, danh sách sinh viên. Ví dụ như mình cho danh sách tối đa là 50 sinh viên. Cái này mình để dấu chấm, để chấm được đúng không? Được. Rồi mình sẽ khai báo một sinh viên bình thường để tí nữa mình nhập xuất. Rồi, mình sẽ lấy một cái bài nhập, một cái bài xuất. Nói chung là mình sẽ viết các cái chức năng độc lập ở đây. Ví dụ như là void nhập sinh viên. Nhập sinh viên. Sinh viên, danh sách sinh viên với cái số lượng sinh viên n, in y chấm phẩy for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng print nhập sinh viên phần trăm d xuống dòng phẩy y cộng 1 chấm phẩy. Trong đó mình sẽ có họ tên 2 chấm chấm phẩy get it danh sách sinh viên thứ y chấm tên sinh viên. Rồi chúng ta sẽ có điểm scan phần trăm f phẩy và danh sách sinh viên thứ y chấm điểm chấm phẩy. Và sau khi mà chúng ta nhập xong thì chúng ta sẽ xét học lực luôn cho sinh viên này luôn.
mình khỏi phần phải viết xét học lực ở chỗ khác, mình xét chỗ này luôn. Nếu điểm của chúng ta lớn hơn bằng 9, học lực xuất sắc. Nếu danh sách sinh viên thứ y chấm điểm có học có điểm lớn hơn bằng 9 thì chúng ta sẽ gán cho cái học lực. Học lực là xuất sắc. Như vậy chỗ này một các bạn đưa dữ liệu vào thì các bạn chọn get s. Còn đối với chuỗi mà các bạn muốn nhập thì các bạn gán trực tiếp nó không cho. Các bạn phải copy qua. Thì chúng ta sẽ str cbi copy vào danh sách sinh viên thứ y chấm học lực phải nháy kép của chúng ta xuất sắc, được chưa? Chúng ta sẽ copy qua str như là cái string chúng ta đã khai báo ở trên rồi. Ok, cho nên chúng ta xài được str. Rồi, copy qua. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Else if. Nếu như điểm của chúng ta lớn hơn bằng 8, giỏi, lớn hơn bằng 8, thì chúng ta giỏi. Còn không, lớn hơn bằng 6.5, học lực khá, lớn hơn bằng 5, trung bình, và còn lại yếu. Còn lại yếu có học lực. Nhập xong, bây giờ mình sẽ xuất sinh viên. Chỗ này xuất xuất sinh viên for, và chúng ta sẽ xuất cái gì? Chúng ta sẽ xuất thứ nhất là số thứ tự đi, xịt t, tên sinh viên, xịt t, điểm học lực, xịt n, chấm phẩy. Trong này chúng ta sẽ xuất ra có một cái biến là số thứ tự bằng 1. Chúng ta sẽ xuất phần trăm d số thứ tự, xịt t đến tên, phần trăm s, xịt t đến điểm, phần trăm f, xịt t đến học lực, phần trăm s, phẩy số thứ tự cộng cộng, phẩy danh sách sinh viên thứ y chấm tên, phẩy danh sách sinh viên thứ y chấm điểm, phẩy danh sách sinh viên thứ y chấm học lực, chấm phẩy. Chỗ này xịt n, nhập và xuất.
Rồi mình sẽ chạy thử nhập và xuất sinh viên để xem thế nào. Chức năng 8 của mình. Như vậy mình sẽ gọi nhập sinh viên. Và mình có cái danh sách sinh viên hồi nãy mình mới khai báo ở trên. Mình chọn 5 sinh viên thôi. Và mình chọn xuất sinh viên, cũng là danh sách sinh viên, phẩy 5. Chức năng 8. Chạy thử. Chức năng 8 của chúng ta. Tên, điểm, chuyện gì đang xảy ra? À, như vậy chỗ này mình sẽ phải làm gì? Nhập sinh viên, họ tên, điểm. Chưa kịp nhập họ tên đúng không? Ok. Như vậy thì trước ở chỗ này chúng ta sẽ loss std in chấm phẩy. Chạy lại. Chức năng 8. Tên sinh viên Nguyễn An. Điểm 8. Tên sinh viên 2 Trần Nam. Điểm 9. Tên sinh viên 3 Lê A. Điểm 5. Tên sinh viên 4 Bùi Thật. Bùi Thanh. Điểm 4 được rồi, bởi vì nó có một con thôi. Điểm 6. Tên sinh viên 5 Nguyễn Hoàng. Điểm 10 đi. Rồi. Mình có chút xíu chỗ này. Phần trăm do cái phần do cái xịt T, do cái lê A nó ngắn hơn những bạn khác cho nên nó táp bị nó đủ một cái táp. Cho nên khi mà các bạn dùng táp á, thì nó sẽ bị trường hợp này. Vậy thì các bạn sẽ dùng số khoảng cách ở bên trong cái phần trăm S, phần trăm vài gì đó. Thì bạn đưa cái số khoảng cách mà chứa cái này. Ok. Như vậy, giỏi nè, xuất sắc nè, trung bình nè, xuất sắc nè. Bạn 4 điểm rồi. Ủa vậy hả? À, ok. Rồi, như vậy mình đã nhập xuất xong. Ổn ha? Tiếp tục. Không phải đề yêu cầu, vì đề chưa làm được cái gì của đề cả. Nhập xuất xong nhưng mà cái đề chưa yêu cầu gì hết. Đề yêu cầu gì? À, sắp xếp. Đúng không? Đề yêu cầu sắp xếp. Bây giờ mới sắp xếp nè. Chứ hồi nãy mới nhập mới xuất thôi à, chưa có sắp xếp. Bây giờ chúng ta sẽ có void sắp xếp sinh viên. Và chúng ta cũng có struct sinh viên. Sinh viên ở đây các bạn có danh sách sinh viên phẩy in n. Và tương tự như vậy các bạn sẽ dùng hai vòng for. Có rất nhiều cách sắp xếp nha các bạn, nhưng mà mình dùng cách bình thường cho nó nhanh. Bạn nào muốn mà nhanh là viết cho nó nhanh khỏi suy nghĩ á. Còn nếu mà bạn nào viết cái thuật toán nó tối ưu hơn thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Y bằng mấy nào? Y bằng 0. Y nhỏ hơn n trừ 1. Y cộng cộng. Không biết là các bạn có nắm được tại sao không, tại sao n trừ 1 hay không. For z bằng mấy? Y cộng 1 chấm phẩy z nhỏ hơn n chấm phẩy z cộng cộng. Nếu gì?
Nếu danh sách sinh viên thứ y có điểm, mình sắp xếp ở đây điểm giảm dần, tức là y z giảm dần, giảm dần, lớn hơn thì giữ, nhỏ hơn thì đổi. Như vậy chỗ này điểm y mà nhỏ hơn danh sách sinh viên thứ z có điểm thì làm sao? À, mình đã chuẩn bị sẵn một cái sinh viên ở trên này rồi. Lúc mình khai báo nè. Dạ. Thầy tính xa quá. Rồi. Sinh viên sẽ bằng danh sách sinh viên thứ y. Và danh sách sinh viên thứ y thì sẽ bằng danh sách sinh viên thứ Z. Và danh sách sinh viên thứ Z thì sẽ bằng sinh viên chấm phẩy. Và chúng ta sẽ gọi lại chức năng 8. Xuất xong rồi, chúng ta sẽ có sắp xếp danh sách sinh viên phẩy 5 chấm phẩy, và chúng ta xuất lại một lần nữa, xuất lại lần nữa để cho nó xuống dòng. Thì tốt nhất là chúng ta dùng lệnh print phần trăm xịt n danh sách sinh viên sau khi sắp xếp xịt n chấm phẩy. Rồi, nhập chức năng 8. Họ tên sinh viên 1 A, điểm 9. Họ tên sinh viên 2 T, điểm 2. Họ tên sinh viên 3 B, điểm 7. Họ tên sinh viên 4 F, điểm 5. Họ tên sinh viên 5 K, điểm 9, điểm 8. Rồi, 9 2 7 5 8. Có gì đó sai sai? Có gì đó sai sai? Sinh viên sau khi sắp xếp, sinh viên sau khi sắp xếp chưa sắp xếp gì hết. Vậy vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Code không hề bị lỗi. Rồi, ok. Như vậy vấn đề của chúng ta là làm sao? Danh sách sinh viên thứ y. Và nếu như thử chỗ nào coi nè. Và chúng ta sinh viên thứ y, stress sinh viên chức năng 8, sinh viên 1 điểm 7, sinh viên 2 điểm 9, sinh viên 3 điểm 3, sinh viên 4 điểm 6, sinh viên 5 điểm 7. Chưa có gì thay đổi. 7936. 79367. Sao nào? Bị sai gì biết không? Sai này nè. Gì chứ?
ri chứ sao là y? Sinh viên bằng y bằng di bằng sinh viên chứ, gõ nhầm. Ok, chạy lại. Chức năng 8. Tên 1 điểm 8, tên 2 điểm 9, tên 3 điểm 3, tên 4 điểm 6, tên 5 điểm 8. 9, 8, 8, 6, 3. Đơn giản thế thôi. Rồi. 9, 8, 8, 6, 3. Chức năng 8. Sinh viên 1 điểm 2, sinh viên 2 điểm 1, sinh viên 3 điểm 8, sinh viên 4 điểm 6, sinh viên 5 điểm 7. 8, 7, 6, 2, 1. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bài lab, bài assignment câu 8. Câu 8 nó có một chút gì thôi nè. Còn hai đứa kia là cái gì? Phụ thôi. Này là múa phụ họa thôi. Hả? Kêu là em nhận của thành nó kêu là không đúng định dạng hả? Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài 8. Sắp xếp sinh viên với điểm giảm dần. Nếu điểm tăng dần thì sao? À, độ dư nhỏ thành dư lớn. Hết. Nếu mà sắp xếp theo tên thì sao? Dùng dấu lớn không? Dùng gì? So sánh chuỗi. Ha, so sánh chuỗi. Dùng compare. So sánh chuỗi. STRCB, CMB, compare, so sánh.